Ngày thứ tư, ngày 22 tháng 2. Hôm nay chúng ta làm việc nội dung môn vi tính phân 2B. Chúng ta đang ở chương thứ 3. Tiếp theo, hôm nay chúng ta tìm hiểu về tích phân đường loại 2. Thế thì chúng ta có chú ý một chút xíu về cái nội dung của bài giảng dạo này tuần trước. Thì chúng ta biết rằng là giả sử có một cái cung AB. Rồi trên cung AB các anh chị lấy một điểm M có tọa độ xy. Thế thì giả sử khối lượng riêng của cung AB tại điểm M là rho bằng một biểu thức phụ thuộc vào tọa độ của điểm M. Thì lúc này nói gọn là khối lượng cung AB được tính bằng cách là lấy tích phân trên cung AB của Fxy ds. Hoặc là như thế này, chúng ta giả sử chúng ta có một cái bờ rào có cái đường biên là AB. Rồi độ cao của bờ rào giả sử tại điểm M có tọa độ xy, thì độ cao của bờ rào ở đây là một số thực phụ thuộc vào tọa độ của điểm M. Đây là Fxy. Độ cao h của bờ rào nó phụ thuộc vào tọa độ của điểm M. Thế thì bài toán đặt ra là tính cái diện tích của bờ rào này. Diện tích bờ rào, thì tóm lại là chúng ta cũng có diện tích bờ rào chính là bằng tích phân trên cung AB Fxy ds nhỏ. Và tích phân này được gọi là tích phân đường loại 1 của hàm F trên cung AB. Và cái cách tính thì cả lớp đã biết cái phương pháp rồi, đã học cái cách tính rồi. Rồi, chúng ta đi vào nội dung bài giảng hôm nay. Một là mã là bài toán. Bây giờ bài toán đặt ra là giả sử một chất điểm M. Giả sử có một chất điểm M nó di chuyển trên cung AB từ A đến B dưới tác dụng của một lực F. Lực F này nó phụ thuộc vào tọa độ của điểm M. Lực F này các chị đưa chú ý là phương chiều độ lớn nó phụ thuộc vào tọa độ của điểm M. Giả sử điểm M tọa độ xy thì lực F tác dụng lên chất điểm M sẽ là một cái biểu thức vector phụ thuộc vào xy, phụ thuộc vào tọa độ của điểm M. Thế thì bây giờ bài toán đặt ra là tìm công của lực F làm chất điểm M di chuyển từ A đến B. Tìm cái công của lực, tôi ký hiệu là chữ A hoa đó. Công của lực F làm chất điểm M di chuyển trên cùng AB. Bài toán đặt ra như thế.
Rồi, bây giờ để giải quyết cái bài toán này thì chúng ta có cái chú ý. Là chúng ta xét cái trường hợp đặc biệt. Đó là khi AB là một đoạn thẳng và chất điểm M di chuyển từ A đến B dưới tác dụng của một lực F không đổi về phương chiều độ lớn. Lực F. Lực F ở đây là không đổi về phương chiều độ lớn. Thì chúng ta biết rằng là trong tình huống này thì công của lực F làm chất điểm M di chuyển trên đoạn thẳng AB. Thì các anh chị đã biết từ các lớp dưới rằng là lúc này là lấy vector AB nhân vô hướng với vector lực F, tích vô hướng của hai vector. Các anh chị để ý cái bài toán cụ thể đó. Còn nếu mà đặc biệt hơn nữa không phải, nếu mà nó đặc biệt hơn thì không đúng, mà là một trường hợp cụ thể là bây giờ cái lực nó thay đổi nhưng mà nó vẫn theo cái phương nằm ngang, phương di chuyển luôn, chất điểm M ở cái vị trí là x trên cái đoạn thẳng AB, và lực F này có cái giá trị là Fx, còn cái phương thì phương nằm ngang, cái chiều là cùng chiều chuyển động luôn, và còn cái độ lớn của lực thì các anh chị hình dung là độ lớn của lực nó thay đổi đó, lúc thì giống như lúc mình kéo cái xe mà, lúc mình kéo mạnh, lúc mình kéo nhẹ, tùy theo cái vị trí của xe nằm ở đâu trên cái cung AB. Thì trong tình huống này, dĩ nhiên chúng ta giả sử luôn rằng là chúng ta có trục số. Rồi đây là góc tọa độ nè. Còn điểm A là tọa độ là A nhỏ, điểm B có tọa độ là B nhỏ. Thì trong cái tình huống cụ thể này thì cả lớp để ý là công của lực F làm chất điểm M di chuyển trên cung AB sẽ bằng tích phân từ A đến B của Fxd. Chúng ta để ý, hay nói cách khác là một cái ứng dụng của tích phân xác định. Chúng ta để ý như vậy. Rồi, thì bây giờ câu hỏi đặt ra là làm thế nào để giải quyết cái bài toán tổng quát này. Vì sao gọi là tổng quát? Bởi vì cái trường hợp đặc biệt là chúng ta thấy là cái đường di chuyển là một cái đoạn thẳng, và đồng thời là lực F thì lại là không đổi về phương chiều độ lớn. Còn bây giờ chúng ta mở rộng sang cho trường hợp là đoạn thẳng AB bây giờ mở rộng thành một cái cung, thành một cái đường đường cong trong mặt phẳng. Đồng thời là lực F bây giờ cho nó thay đổi luôn về phương chiều độ lớn, thì nó có thể thay đổi theo luôn. Thì trong tình huống đó chúng ta xem thử cái cách giải quyết như thế nào. Thì cái ý tưởng là gì? Tóm tắt cái lời giải. Thật ra cái phần trình bày lời giải thì của cái bài toán thì trong cái tóm tắt bài giảng tôi đã nêu rồi. Ở đây tôi nói cái ý. Bây giờ cái phương pháp chung là trên cái cung AB đó. Các anh chị chia nhỏ ra. Chia thành N cái cung nhỏ. Chia cung AB ban đầu thành N cung nhỏ. Và tiếp theo bây giờ mình sắp xỉ cái công của lực F trên cái cung nhỏ thứ y. Sắp xỉ công của lực F trên cái cung nhỏ thứ y. Bây giờ cung nhỏ thứ y thì tôi vẽ riêng ra đây. Giả sử đây là điểm AI trừ 1. Đây là điểm AI. Rồi. Thì cả lớp lưu ý là cái ý thứ nhất là mình xem cái cung AI trừ 1 AI
như là đoạn thẳng. Thực ra cái cung này cả lớp biết rằng là một phần của đường cong, cho nên nó là cong, không? Nhưng mà chúng ta hình dung nếu cái cung này rất ngắn thì mình có thể xấp xỉ xem cái cung này như là một đoạn thẳng. Rồi gì nữa? Cái ý thứ nhì, dĩ nhiên lực ép trên cái cung này thì các anh chị thấy rằng là lực ép tác dụng vào cái chất điểm M khi chất điểm M di chuyển trên cái cung này là nó thay đổi. Nhưng mà bây giờ vì cái cung này nó rất là ngắn, cho nên chúng ta có thể xấp xỉ xem như lực ép tác dụng lên cái chất điểm M trên cái cung này không thay đổi, và nó bằng lực ép tại một điểm M y sao tùy ý trên cái cung này. Các chị hiểu được không? Xem như lực ép nó không thay đổi trên toàn bộ cái cung nhỏ thứ y, và giả sử là nó bằng cái lực ép tại điểm M y sao. Đó, cái ý tưởng chung là vậy đó. Xem lực ép trên cung AI trừ 1 đến AI là không đổi. Không đổi. Và bằng lực ép tại điểm X y sao y sao. À, các anh chị hình dung được không? Và do vậy cho nên bây giờ lực ép làm chất điểm M di chuyển trên cái cung nhỏ thứ y này, chúng ta có thể xem như là AI bây giờ gần bằng. Mình áp dụng cái công thức tích vô hướng ở trường hợp đặc biệt này nè các anh chị. Xem như cái đường di chuyển là một đoạn thẳng và đồng thời lực ép là không đổi về phương chiều độ lớn, thì chúng ta thấy rằng là cong được tính bằng cách là lấy tích vô hướng của vectơ quãng đường và vectơ lực. Như vậy là chúng ta thấy rằng là xấp xỉ bằng vectơ quãng đường là AI trừ 1 đến AI, và vectơ lực là vectơ của lực ép tại điểm X y sao y y sao. À, chúng ta xấp xỉ như thế. Rồi ngoài ra chúng ta để ý thêm, AI trừ 1 AI vectơ nè. Bây giờ chúng ta giả sử rằng là điểm AI tọa độ là XIII. Thế thì tọa độ vectơ này các anh chị thấy rằng là bằng hoành độ của điểm ngọn là AI là XI đó, trừ đi hoành độ điểm gốc, rồi tung độ điểm Y, tung độ của điểm AI trừ đi tung độ của điểm AI trừ 1. Và ký hiệu này, ký hiệu là delta XI. Hiệu này ký hiệu là delta XI. Cho nên vectơ này các anh chị thấy rằng là tôi có thể ký hiệu lại là delta XI. Delta XI. Đó là chú ý thứ nhất. Chú ý thứ nhì, bây giờ thành phần của lực ép tại điểm M y sao. Thành phần của lực ép tại điểm X y sao y y sao đó. Giờ các anh chị hình dung mình chiếu cái thành phần lực này xuống phương nằm ngang và phương thẳng đứng. Chiếu xuống phương nằm ngang rồi chiếu xuống phương thẳng đứng. Các chị được hai cái thành phần lực nè.
Thành phần lực này ký hiệu là P. Tại x y sao, y y sao. Thành phần theo phương thẳng đứng. Ký hiệu là Q. X y sao, y y sao. Do vậy cho nên các anh chị để ý rằng là F tại x y sao y sao bây giờ chúng ta có thể viết lại là P tại x y sao y sao và Q x y sao y sao. Rồi. Và do vậy thì chúng ta thấy là công gần đúng của lực F trên cái cung nhỏ thứ y ký hiệu là AI hoa đó bây giờ nó sẽ gần bằng tích vô hướng của hai vectơ này. Và chúng ta biết tích vô hướng của hai vectơ này là lấy tích của từng cặp rồi cộng lại, ha. Lấy hoành độ nhân với hoành độ cộng với tung độ nhân tung độ. Như vậy là chúng ta viết lại là P của x y sao. Y sao nhân với delta x y. Quạt ra bị khó chịu. Cộng với Q tại x y sao y y sao nhân với delta y y. Hy vọng là cả lớp đang theo dõi bài giảng ha. Nội dung này nó tương đối hơi khó chút về mặt lý thuyết và cả thực hành nó cũng hơi khó chịu. Tích phân đường loại 1 thì thấy nó nhẹ nhàng, nhưng tích phân đường loại 2 thì nói kỹ vô này một chút, nếu không thì mình khó hiểu. Rồi, vậy thì bây giờ các anh chị thấy rằng là công của lực F trên cung AB, công của toàn bộ lực F trên làm chất điểm M di chuyển trên toàn cái cung lớn ban đầu luôn á, từ A đến B, thì các anh chị hình dung là bằng công trên cung nhỏ thứ nhất cộng công của lực F trên cung nhỏ thứ hai cộng hoài cho đến công của lực F trên cung nhỏ thứ N. A bông 1, A hoa 1, A hoa 2 cho đến A hoa thứ N. Đây là công của lực F trên từng cái cung nhỏ. Và chúng ta biết rằng là cái tổng này thì chúng ta ký hiệu gọn lại là dưới dạng sigma của AI, y từ 1 tới n. Mà chúng ta lại thấy AI thì lại gần bằng cái tích bên trên, cho nên ở đây tôi thay bởi dấu gần bằng sigma. P x y sao y y sao nhân với delta x y cộng q x y sao y y sao nhân với delta y y. Y từ 1 tới nào. Chúng ta thu được cái kết quả như vậy các anh chị. Và bây giờ chúng ta đặt cả cái sigma này là đặt toàn bộ cái sigma này là xn. Đặt toàn bộ cái sigma đó là xn. Từ xa như thế này thì nó cũng hơi khó và hy vọng là các anh chị cố gắng đặc biệt là những cái nội dung khó. Giờ chúng ta có nhận xét khi n tiến về cộng vô cùng n ở đây là mình chia cung lớn thành n cung nhỏ đó, khi số cung con mà càng nhiều thì chúng ta thấy rằng là độ dài của các cung con nó càng bé, mà độ dài các cung con càng bé thì dẫn đến là cái sai số trong cái phép sắp xỉ bên trên các anh chị thấy là tiến về không, sai số trong cái việc tính gần đúng này nó càng bé.
mà sai số tiến về 0 thì kéo theo là cái tổng xn mà chúng ta ký hiệu vừa rồi đó, cái sigma đó, nó càng tiến về giá trị đúng của công của lực F trên cung AB. Đồng ý không? Sai số càng bé thì cái phép sắp xỉ nó càng chính xác. Mà phép sắp xỉ càng chính xác nghĩa là cái tổng xn này nó càng tiến về cái giá trị đúng của công của lực F trên cung AB. Nhưng mà các anh chị thấy rằng là thay vì viết như thế này, về mặt toán học chúng ta đã biết là theo cái ngôn ngữ giới hạn đó, phải không? Thì người ta viết là công của lực F làm chất điểm M di chuyển trên cung AB bây giờ chính là bằng liêm của xn khi n tiến về cộng vô cực. Mà liêm xn có nghĩa là liêm của sigma lúc nãy đó thôi. Liêm sigma. P tại xy sao, yy sao nhân với delta xy cộng với q tại xy sao yy sao nhân với delta yy, y từ 1 đến n, n tiến về cộng vô cực. À, tới đây coi như kết thúc cái lời giải của bài toán tìm công của lực F. Tuy rằng là hồi nãy có nói với các anh chị là tóm tắt nhưng mà nó cũng không ngắn hơn được. Muốn ngắn hơn thì chỉ có cách là mình bỏ mình không nói thôi. Còn nói thì nó nội dung nó tương đối phức tạp và không thể rút ngắn hơn. Rồi, vậy thì dĩ nhiên trong thực tế có thể tồn tại các cái bài toán khác cũng dẫn đến cái chuyện là tính giới hạn của một cái biểu thức nó có dạng tương tự như vậy. Đó. Thế thì bây giờ từ các cái bài toán trong thực hành. Alo, có chuyện gì không? Dạ. Nói đi. Dạ, cái này là phải thức làm đúng không thầy? Tôi chưa nghe rõ câu hỏi. À, mình phải nhớ công thức tính công thì mình làm cho bài toán rồi đúng không? Thì muốn ra thi với ra bài này không ta? À, thi thì tính toán phía sau thôi. Nhưng mà cái phần này là mang tính chất là phải hiểu lý thuyết chứ thi đâu có thi cái này chi. Nhưng mà chẳng lẽ bây giờ mình học cái bỗng nhiên tôi ghi cái tích phân ra mình tính thì nó kỳ quá, không ai học như vậy hết đó. Học thì thật ra lát nữa mình tính toán phía sau thôi, nhưng mà quan trọng là khi mình học á thì mình phải hiểu rõ cái lý thuyết này nè. Anh hiểu không? Chứ còn cái chuyện tính toán mình tính là lát, mình tính phía sau thì cái chuyện nó đơn giản rồi. Nhưng mà quan trọng là về mặt lý thuyết thì chúng ta phải hiểu các cái nội dung này. À, còn thường là thi theo cái thông lệ là chỉ cho yêu cầu các cái bài tập thôi. Ý là vậy. Và mấy cái này không bỏ được. Rồi, giờ hay là mã định nghĩa. Thì nói một cách gọn gàng là như thế này cả lớp, là người ta định nghĩa tích phân trên cung AB của PXIDX cộng QXIDY là bằng giới hạn của cái sigma vừa rồi. Cái liêm đó nó dài, tôi phải ghi xuống dòng ấy. Bằng liêm sigma. Trong cái tóm tắt bài giảng thì có ghi chú đầy đủ rồi. Trong bài giảng trực tiếp ở đây thì tôi nói ngắn gọn. Ngắn gọn cái định nghĩa. Liêm của sigma P tại xy sao, y sao nhân với delta xy cộng với q
x y sao y sao nhân với delta y y. Y từ 1 tới n. Và n tiến về cộng vô cùng. À, người ta định nghĩa như thế này. Và cái tích phân này được gọi là tích phân đường loại 2 của hai hàm PQ trên cùng AB. Tích phân đường loại 2 của hai hàm PQ trên cùng AB. Trước nhất là ký hiệu như thế này và được định nghĩa là bằng liêm của sigma đó. Anh chị thắc mắc thì cứ mạnh dạn hỏi nha, cứ mạnh dạn hỏi bài. Về nguyên tắc bài giảng là phải nắm hết, nắm cái ý tưởng bài toán rồi nắm định nghĩa hết, về nguyên tắc là vậy. Dĩ nhiên còn thi cử thì thường là hỏi cái việc tính toán thôi. Rồi bây giờ cả lớp xem qua. Từ cái lời giải của bài toán tìm công của lực F làm chất điểm M di chuyển trên cung AB thì cả lớp thấy là dẫn đến cái kết luận là công của lực F bằng liêm của sigma này. Rồi ở trong định nghĩa tích phân đường loại 2 thì các anh chị thấy rằng liêm của sigma này được định nghĩa là bằng tích phân đường loại 2 của hai hàm PQ trên cung AB và ký hiệu như thế này. Thì hóa ra là theo tính bắt cầu, phải không? Công thì bằng liêm của sigma, mà liêm sigma này thì lại bằng tích phân đường loại 2 của hai hàm PQ. Do vậy cho nên chúng ta kết nối hai cái nội dung đó, tức là lời giải của bài toán và đồng thời kết hợp với cái định nghĩa tích phân đường loại 2. Chúng ta suy ra cái ý nghĩa vật lý của tích phân đường loại 2 như sau. Chú ý. Từ phần 1 lâm mã và định nghĩa ở 2 lâm mã ta suy ra là công của lực F làm chất điểm M di chuyển trên cung AB là bằng tích phân đường trên cung AB của PXY DX cộng với QXY DY. Dĩ nhiên ở đây các anh chị hỏi rằng là PQ như thế nào với lực F? Ở đây chính là PQ chính là hai thành phần của lực F thôi. Với F chính là hai thành phần là P với Q. Ở đây là viết hơi tắt, viết cho nó đầy đủ là FXY tại XY sẽ bằng là P tại XY, Q tại XY. Lực F ở đây nó thay đổi về phương chiều độ lớn. Như vậy thì từ nãy giờ đó thì cái điều tôi muốn cả lớp nắm được cái ý đó là tích phân đường loại 2 là gì vậy? Tích phân đường loại 2 thì cái ý nghĩa vật lý đó chính là công của lực F làm chất điểm M di chuyển từ A đến B. A là điểm gốc, B là điểm ngọn. À, P là thành phần của lực F theo phương nằm ngang, Q là thành phần của lực F theo phương thẳng đứng. À, để ý rõ cái ý vậy. Rồi. Ba lâm mã. Cách tính. Xem thử là để tính tích phân đường loại 2 thì chúng ta làm gì? Trường hợp 1. Cung AB cho ở dạng là y bằng x. Cái bút của bạn nó đặt mực à. Với x từ hoành độ điểm A đến hoành độ điểm B
Mình xin phép châm mực cho cây bút nha. Cây nó nhạt nhạt hết, khó chịu quá. Y bằng Ix với x từ xa đến xb. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra làm thế nào để mình tính cái tích phân đường, tích phân trên cùng AB PXY DX cộng với QXY DY. Thì cả lớp nhớ cái phương pháp như này nè, nó cũng dĩ nhiên mà không có thuộc lòng công thức, nhưng mà nắm cái phương pháp là như thế này. Mình sẽ đưa tích phân này về tích phân xác định với cái chú ý chỗ nào có y thì mình thay bởi yx nha. Y ở đây mình thay bởi biểu thức theo x. Giờ x mình giữ nguyên. Y ở đây mình thay bởi biểu thức theo x. Và để ý thêm cái chỗ giờ y này nè, cái bản chất toán là giờ y, cái ý chính là về mặt toán học là vi phân của hàm y, và được tính bởi công thức là đạo hàm nhân với giờ x. Giờ y là vi phân của hàm y. À, và vi phân thì bằng đạo hàm nhân với giờ x. À, cái chỗ này thì mình thay bởi cái biểu thức đó. Và như vậy bây giờ mình được cái gì? Bằng nè, tích phân từ xA đến xB, từ hoành độ điểm gốc cho đến hoành độ điểm ngọn. À, chúng ta để ý là chắc điểm M nó di chuyển từ đâu tới đâu thì chúng ta theo đúng cái chiều đó. P, x để nguyên, y thay bởi biểu thức theo x nhân với dx để nguyên, cộng q, x viết lại, y thay bởi yx, dy thay bởi y phải nhân với dx. Đó. Và như vậy cả lớp thấy là chúng ta đưa về việc tính tích phân xác định của hàm một biến số. Và tôi vừa nói với các anh chị rằng là ở đây mình không có thuộc cái công thức này, nó tùm lum sao thuộc. Nhưng mà chúng ta hiểu cái cách làm. Thay y bởi, nếu mà cũng AB mà phương trình ở dạng y theo x thì chỗ nào có y mình thay bởi cái biểu thức theo x tương ứng. Được chưa? Và đặc biệt lưu ý là giờ y, cái ý toán ở đây là mình hiểu là vi phân của hàm y. Dĩ nhiên ở đây có hai cách đọc, mình đọc giờ y hoặc là dy đều được ha. Tiếng Việt mình đọc hai cách đó đều được. Và giờ y thì bản chất toán của nó là vi phân của hàm y và được tính bởi công thức là đạo hàm nhân với giờ x. Cái định nghĩa vi phân này thật ra lần đầu xuất hiện trong cái chương trình phổ thông ở lớp 11 á. Coi như chúng ta quên, chúng ta nhớ lại một chút. Và xong trường hợp 1. Trường hợp 2. Bây giờ nếu cung AB được cho dạng là x bằng một biểu thức theo y.
y đi từ IA đến IB. Thì cũng tương tự các anh chị, cũng tương tự y chang vậy thôi. Và tôi cũng nên viết rõ ra. Tích phân trên cung AB của PXI DX cộng với QXI DY. Thì câu hỏi đặt ra là bây giờ mình chú ý cái gì? Bây giờ lại là x bằng một biểu thức theo y mà, cho nên x ở đây các anh chị thay bởi biểu thức theo y đó. Và cái ý mới là giờ x, x là một hàm theo y, thì giờ x cái ý toán là vi phân của hàm x. Vi phân của hàm số x bằng xy. Mà vi phân thì bằng đạo hàm nhân với giờ y. À, để ý chỗ đó. Còn x ở đây thay bởi biểu thức theo y. Y và giờ y cả lớp thấy là giữ nguyên, mình giữ nguyên thôi. Và bây giờ tôi viết rõ ra nè. Như vậy là đưa về tích phân xác định theo biến số y nha. Bằng tích phân từ tung độ điểm A đến tung độ điểm B. P x các anh chị thay bởi biểu thức theo y, y viết lại giờ x mình thay bởi x phải theo y nhân với giờ y cộng với q x thay bởi biểu thức theo y, y viết lại giờ y viết lại luôn. Và chúng ta để toàn cái biểu thức này, toàn bộ biểu thức ra trong mặt vuông cho nó chặt chẽ. Rồi. Trường hợp 3. Trường hợp thứ 3 là bây giờ nếu cung AB được cho dạng tham số x bằng một biểu thức theo t, y bằng một biểu thức theo t, với t đi từ tham số tại A, TA đến TB. Thì các anh chị chú ý, thứ nhất là cái TA này được tìm bằng cách nào? TA này mình tìm kiếm bằng cách là cho x tại t bằng xa. Thì giải cái phương trình này ra là t bằng TA. Cái nghiệm t của nó được gọi là tham số tại điểm A. Rồi. Bây giờ thì làm thế nào để tính cái tích phân đường loại 2 trên cung AB? PXY DX cộng QXY DY. Để tính tích phân này thì cái phương pháp là các anh chị đưa về tích phân xác định theo biến t theo tham số t. Nhưng mà chú ý nè, chỗ nào có x thì mình thay bởi biểu thức theo t, y các chị cũng thay bởi biểu thức theo t, giờ x ở đây thì là vi phân của hàm x theo biến t đó, giờ x bằng x phẩy theo t nhân với giờ t. Q cũng y chang vậy cả lớp, x thay bởi biểu thức theo t, y thay bởi biểu thức theo t, và giờ y là cái bản chất toán là vi phân của hàm y theo biến t, thì y phải theo t nhân với giờ t. À, cái y toán vậy đó. Ở đây mình không thuộc lòng nổi, nó tùm lum sao thuộc lòng, nhưng mà phải hiểu nha. Cái nào không hiểu thì hỏi. Bằng tích phân xác định từ TA đến TB. P x các chị thay bởi biểu thức theo t, y thay bởi biểu thức theo t, giờ x nhân với x phải theo t thay bởi biểu thức là x phải theo t dt. Cộng với Q
x thay bởi xt, y thay bởi yt, và nhân với dy là y phẩy theo t nhân dt. Đó, à, như vậy là đây là tích phân xác định thay biến t. À. Rồi, như vậy là về tính toán phương pháp tính thì cả lớp lưu ý nó có 3 cái trường hợp như vậy. 3 trường hợp cần lưu ý đó thôi. Và thật ra nếu mà chúng ta để ý chút nữa, chúng ta sẽ thấy là trường hợp 1 với 2 thật ra đều là trường hợp đặc biệt của trường hợp 3 cả. Trường hợp 3 là trường hợp tổng quát. Giờ mình làm ví dụ cụ thể nè. Ví dụ thứ nhất. Tính y bằng tích phân trên đường cong C của x nhân với sin y. Đi. Ở đây với đường cong C có phương trình là y bằng x. Với x chạy từ 0 đến 1. Rồi, ta trình bày cái ví dụ thứ nhất. Thì các anh chị bây giờ đối chiếu với lý thuyết thì chúng ta thấy là cái phương trình của đường cong C, dĩ nhiên cái cung AB, nhưng mà cung AB thì đôi khi người ta còn ký hiệu các cách khác, ví dụ ở đây là coi như đường cong C đó. Thì cái phương trình của đường cong C cũng là phương trình cung AB, bây giờ có dạng là y bằng biểu thức theo x, cho nên coi như về mặt lý thuyết là chúng ta đưa về áp dụng cái công thức ở trường hợp 1. Chỗ nào có y mình sẽ thay bởi x, và giờ y ở đây thì chúng ta biết rằng là vi phân của hàm y được thay bởi đạo hàm nhân với giờ x. Còn cái tích phân xác định thay biến x thì chúng ta biết rằng cận đi từ 0 tới 1 thì tương đối rõ rồi. À, giờ mình trình bày bài giải nè. Giải. Y bằng x suy ra giờ y bằng y phải theo x đó nhân với giờ x, mà y là bằng x cho nên đạo hàm của y có nghĩa là đạo hàm của x đó nhân với giờ x, như vậy bằng 1 nhân với giờ x, hoặc là viết cách khác là bằng giờ x luôn đó ha. Vậy y bằng tích phân trên đường cong C của x nhân với sin y, để y bằng tích phân từ 0 tới 1, x chạy từ 0 tới 1 mà, x nhân với sin y, y mình thay bởi x là thành sin x, giờ y các anh chị thấy là mình thay bởi giờ x luôn. Và bài toán đưa về việc tính tích phân xác định cận từ 0 tới 1 của x nhân với sin x. Thì tới đây thì bắt đầu mình qua cái nội dung được gọi là tính tích phân xác định thông thường rồi. Nha. Về mặt nguyên tắc là mình học trong vi tích phân 1B rồi. Tích phân này cả lớp thấy là tính bằng từng phần phải không? Đặt u bằng x, tv bằng sin x dx. Kéo theo du bằng dx. Chọn v, một nguyên hàm của sin là trừ cos. Y bây giờ bằng u nhân v là trừ x nhân với cos x cận từ 0 đến 1.
trừ đi tích phân của VDU, trừ đi trừ là cộng, tích phân từ 0 tới 1, VDU là cos x dx. Biểu thức thứ nhất thay x bởi cận trên là các anh chị được trừ 1 nhân với cos của 1. Trừ đi thay x bởi cận dưới là trừ đi trừ là cộng 0, 0 nhân với cos 0 thì các anh chị thấy là 0. Cộng với một nguyên hàm có cos là sin cận đi từ 0 đến 1. Như vậy bằng trừ cos của 1 radian cộng với thay x bởi cận trên là các anh chị được sin của 1, trừ đi thay x bởi cận dưới là trừ sin 0. Và như vậy chúng ta có đáp số là, để ý là sin 0 thì nó bằng 0. Cho nên cuối cùng các anh chị có đáp số là trừ cos của 1 cộng với sin của 1. Mình hiểu là 1 ở đây là 1 radian. Và như vậy là đó là một cái ví dụ minh họa cụ thể. Để làm thêm. Tính y bằng tích phân trên đường cong C của x bình y mũ 3 trừ đi căn bậc 2 của x dy. Với đường cong C có phương trình y bằng căn bậc 2 của x từ 1,1 đến điểm 4,2. Dạ. Tuy rằng là bài này không có, khi làm bài thì không cần vẽ hình, nhờ tôi minh họa thêm để cho nó rõ thôi. XIO. Ở đây cái cung lấy thêm điểm 1,1 nữa các anh chị. 1. Đến 42, cái đường đó thật ra là nó nối xuống góc tọa độ luôn nè, nhưng mà cái đoạn từ 0 tới góc tọa độ, từ góc tọa độ cho đến 1,1 là không lấy, tôi để chấm chấm. Còn cái nét phía tiếp theo nét liền. Một cái phần của parabol đó các anh chị, phần của parabol. Coi như điểm A, điểm B 4 2 1 1. Thì các anh chị hình dung là cái đường cong C là đường đó đó, phương trình của nó là y bằng căn bậc 2 của x. Rồi, thế thì để tính tích phân này thì chúng ta hình dung rằng là vì y đường cong C đó thì viết cái dạng là y theo x, cho nên một cái cách làm là chúng ta nghĩ tới chuyện là mình đưa về tích phân thay biến x. À, đưa về tích phân thay biến x với x đi từ, để ý nha, x đi từ hoành độ điểm gốc là 1, là số 1 đây nè, đến hoành độ điểm ngọn là 4. Để ý nha. Còn thật ra đó thì bài này nếu bây giờ mình chuyển, mình xem như cái đồ thị C, mình viết phương trình ở dạng là x theo y, về mặt toán học nó cũng đúng luôn. Và lúc đó y chạy từ 1 tới 2, cả lá thao, cả hai cách đều đúng hết á.
Rồi bây giờ chúng ta xem như mình theo cách 1 đi. Y bằng căn bằng 2 của x thì kéo theo giờ y là vi phân của hàm y đó. Lấy căn bằng 2 của x lấy đạo hàm nhân với giờ x. Và các anh chị thấy là căn x đạo hàm là 1 chia 2 căn x nhân với dx. Điều thứ nhì, x chúng ta thấy là chạy từ 1 đến 4. X chạy từ 1 tới 4. Vậy y bằng tích phân từ 1 tới 4. Chỗ nào có y mình thay bởi căn bậc 2 của x vô. Như vậy là x bình nhân với y mũ 3 là căn bậc 2 của x lũy thừa 3 trừ đi căn bậc 2 của x. Tất cả nhân với giờ y thay bởi 1 chia 2 căn x nhân với giờ x. À, các chị thấy rằng là mình đưa về tích phân xác định theo biến x và nó cũng tương đối rõ ràng ha. Tương đối rõ ràng, dễ làm. Y bằng căn bậc 2 của x mũ 3 thì các anh chị hình dung là bằng x nhân với căn x. Căn x ở đây có căn x, mình lấy thừa số chung và đơn giản với dưới mẫu đi. Thì các anh chị xem thử còn gì. 1 phần 2 là tôi đưa ra ngoài luôn. Tích phân từ 1 tới 4. Ở đây là căn x mũ 3 lên thì còn x căn x, được x căn x. Căn x thì mình lấy, mình làm thừa số chung và rút gọn rồi. Bên trong là còn x, x nhân với x bình là x mũ 3. Trừ đi căn x ở đây mình đã lấy làm thừa số chung rồi thì còn 1 thôi. Để bằng 1 phần 2. Một nguyên hàm của x mũ 3 bằng x mũ 4 chia 4. Trừ đi một nguyên hàm của 1 là x. Cận từ 1 tới 4. Thay x bởi cận trên 4 mũ 4 chia 4 là còn 4 mũ 3 là 64. Trừ đi thay x là trừ 4. Trừ đi thay x bởi cận dưới là thay x bởi số 1 là trừ đi 1 phần 4. Trừ đi trừ là cộng 1. Số 4 trừ 4 là 60, 60 với 1 là 61. 61 mình nhân với 4. 4 nhân 1 là 4, 4 6 24. Như vậy là được 244 mà trừ đi 1 là 243. 243. Chia cho 4 nhân với 2 ngoài là chia 8. Và đó là đáp số. Nãy giờ tính toán các anh chị có hiểu bài được không? À, các anh chị có nghe hiểu bài được không? Nãy giờ có theo dõi bài giảng không á? Alo. Dạ có hiểu thôi. Rồi, cảm ơn. Hy vọng là cả lớp nghe giảng nha. Các nội dung này nó hơi khó chịu quá. Các bạn tắt chìm cái mic đi, tắt chìm mic lúc nào phát biểu thì bật lên nói nó mà hơi ồn. Cảm ơn. Rồi.
thêm ví dụ nữa để minh họa một cái nội một minh họa một cái trường hợp để mình kết thúc. Ví dụ tính y bằng tích phân trên đường cong C của x bình dx cộng với y bình dy với C cung tròn có phương trình x bình cộng y bình bằng 4 từ 20 đến 02. Rồi, đề bài chỉ vậy thôi. Đề bài có cảm giác nó chưa có rõ. Dạ, các anh chị lấy điểm hoành độ là 2, tung độ là bằng 0. 1, 2. Thì đây chính là điểm A này, chính là điểm hoành độ là 2, tung độ là 0 là điểm đầu. Còn điểm hoành độ là 0, tung độ là 2. Một đơn vị là 2 cm. 1, 2. Rồi điểm B. Cái cung ở đây dĩ nhiên về nguyên tắc là các anh chị có thể lấy cùng chiều kim đồng hồ hoặc là ngược chiều kim đồng hồ. Nhưng mà nếu người ta không nói gì thêm thì mặc định đó là lấy theo chiều dương ngược chiều kim đồng hồ. Mặc định theo chiều dương. À, thì vậy ha. Giải. Trong cái tình huống này thì cũng có rất nhiều cách làm, nhưng mà một cái cách tốt nhất là chuyển về phương trình tham số. Thì cả lớp để ý cái chú ý lý thuyết ở đây là x bình phương cộng y bình bằng r bình phương là phương trình đường tròn tâm góc tọa độ bán kính bằng r. Thì chúng ta đã biết từ các lớp dưới là phương trình tham số x bằng r lớn nhân với cos t, y bằng r lớn là bán kính của đường tròn đó nhân với sin t. Và ở đây t chạy từ 0 tới 2 pi. À, về mặt lý thuyết để ý cho nó. Bút xanh có vẻ cũng hết mực rồi. Rồi. Ở đây thì cái ý toán như thế này là cả lớp mình hình dung là trên cái cung này các anh chị lấy một điểm M đi và mình nối M với O. Thì ở đây mình hiểu cái tham số T là cái góc này nè, T là cái góc đó, và hoành độ điểm M. Hoành độ điểm M ở đây mình hiểu là R cos T ở bài của mình chính là 2 cos t. Còn tung độ của điểm M là đây. Là bằng R sin t. Và bằng 2 sin t. À. Thì các anh chị biết rằng là cái góc T là cái góc như vậy á, thì để mà điểm M chạy từ điểm A đến điểm B, tức là cái cung 1/4 đường tròn thôi nằm ở góc phần tư thứ nhất, thì cả lớp rõ ràng thấy rằng cái góc T đi từ 0 đến pi chia 2 thôi. Để ý vô đó nha, đó chính là cái chỗ mình cần lưu ý. Tóm lại C mình nói là phương trình tham số x bằng 2 cos T
y bằng 2 sin t. Với t, hai chấm chạy từ 0 đến bị chia 2. Đó là điều chúng ta cần lưu ý. Rồi, và sau đó thì chúng ta biết rằng đưa tích phân này về tích phân xác định thay biến t, với lưu ý là chỗ nào có x thì mình thay bởi 2 có t, chỗ nào có y mình thay bởi 2 sin t. Và lưu ý giờ x với giờ y thì chính là các cái vi phân. Và chúng ta viết các vi phân đó ra nè. Giờ x là lấy 2 có t, các anh chị lấy đạo hàm nhân với dt, về trừ 2 sin t dt. Rồi giờ y là 2 sin t lấy đạo hàm nhân với giờ t, là 2 sin đạo hàm là 2 cos. Đó, ta để ý cho đó. Và bây giờ chúng ta đưa toàn bộ cái tích phân đã cho về tích phân xác định theo biến t. Ủa thầy, ghi trên là 0 tới 2pi hả thầy? Hả? À, cái từ 0 tới 2pi đúng rồi, nhưng mà đó là lấy toàn bộ đường tròn, bạn hiểu không? Còn ở đây mình lấy có 1/4 à. Cái cung do đề bài nói nè. C là cung tròn từ 0,2, xin lỗi, từ 20 đến 0,2. Ở đây thật ra là phải nói thêm là theo chiều dương chẳng hạn, nhưng mà dĩ nhiên người ta không nói thì mặc định là mình lấy theo chiều dương là ngược chiều kim đồng hồ. À, và mình hình dung cái góc bị chia 2 là cái góc gì? Góc T là cái góc định hướng tạo bởi tia OX và tia OM nè. Thì anh thấy là cái OM nó ban đầu nó nằm ở trục hoành thì nó là 0 độ, nó quay lên đây là nó 90 độ thôi. Nó tạo với trục hoành một cái góc là bi chia 2 nè. Hiểu không? Cái góc này là góc vuông. Cho nên là cái góc T là lúc đó là 90 độ thôi, là bi chia 2 thôi. Còn vậy là phải vẽ hình đúng không thầy? Thì trong tình huống này thì nên phát họa sơ cái hình thì mình mới thấy được. Còn nếu mà bằng cách nào đó mà mình thấy mình không cần vẽ hình thì cũng được. Viết hay là cũng được, nhưng mà nói chung là trong bài này thì rõ ràng nên phát họa thêm cái hình. Thì làm bài nó rõ ràng hơn, cái bài viết mình nó rõ ràng hơn. Rồi, tiếp ha. Vậy y bằng tích phân từ 0 đến pi chia 2. Rồi bây giờ các anh chị mới đối chiếu với cái đề bài nè. X bình phương mà x á, mình thay bởi 2 cos t. 2 cos t, để nó xa tràn hết cái màn hình luôn. X bình phương như vậy là 2 cos t bình phương là tôi viết luôn là 4 cos bình t. Nhân với giờ x, mà giờ x á thì lại thay bởi trừ 2 sin t nhân với giờ t. Tôi thay vô luôn nè. Trừ 2 sin t nhân với dt. Cộng với y bình. Mà y lại thay là 2 sin t, cho nên y bình là 4 sin bình t. Rồi nhân với di, mà di là cái gì? Di là 2 cos t dt. Đó, cho nên thành ra là tính tích phân xác định của nguyên cái biểu thức đó. Rồi, bây giờ tích phân này thì có nhiều cách viết. Thì một cách như thế này, bốn nhân với trừ hai là trừ tám, tôi đưa ra ngoài đi. Tích phân từ không tới bi chia hai. Không, tôi lấy cái số tám thôi, còn cái dấu trừ tôi cố ý tôi để lại. Cos t đem bình nhân với trừ sin t dt cộng với 4 nhân 2 8. Tôi viết luôn cái tích phân mới, tích phân từ 0 tới pi chia 2 của sin t đem bình nhân với cos t dt. Thì cả hai cái tích phân này thì cả lớp lưu ý là nó cùng chung một cái dạng, là tích phân của u bình
nhân với u phẩy nhân với delta đều thuộc cái dạng chung này, cả hai tích phân này luôn, cả hai tích phân đều có dạng chung đó luôn. Mà chúng ta để ý tích phân của u bình d u phẩy dt là bằng u mũ 3 chia 3 cộng với c. Ở trường hợp thứ nhất mình xem u là cos t thì cả lớp thấy là cos bình sẽ là u bình, xem u là cos t thì u phẩy sẽ là trừ sin t vì đạo hàm của cos là trừ sin mà. Còn ở tích phân thứ nhì các chị xem u là sin thì u phẩy là cos đó. Cho nên bây giờ áp dụng cái công thức tích phân đó thì, còn nếu không thì cả lớp hình dung mỗi tích phân này bây giờ mình tính bằng cách là mình có thể đổi biến số, nhưng mà dùng cái này nó nhanh hơn. 8. Một nguyên hàm của cos bình nhân với trừ sin t, cos bình t nhân với trừ sin t dt, tức là một nguyên hàm của u bình nhân với u phẩy đó là u mũ 3 chia 3, tức là cos t lũy thừa 3 chia 3. Cận đi từ 0 đến b chia 2. Cộng 8 nhân với tương tự như vậy, một nguyên hàm của u bình nhân với u phẩy dt là u mũ 3 chia 3 là sin t lũy thừa 3 chia 3. Cần đi từ 0 tới b chia 2. Cái công thức ở đâu ra thầy, lần đầu tiên không biết thấy. Thì về nguyên tắc nó nằm ở trong vi tích phân 1B. Về nguyên tắc là giải tích hàm một biến, mình đang học giải tích hàm hai biến rồi. Còn tôi giải thích thêm nè, nếu mình cảm thấy cái chỗ này nó gọn vậy nó hơi khó hiểu thì tôi đặt y1 đi, dù y1 tính tích phân từ 0 tới b chia 2 cos bình t nhân với trừ sin t nhân với dt. Mình tính tích phân này riêng bằng cách mình đổi biến số, các chị đặt u bằng cos t thì suy ra du cos đạo hàm là trừ sin nhân với dt. Rồi các anh chị đổi cận, đổi cận t u, t đi từ 0 tới b chia 2, t bằng 0 thì cos 0 là 1, t là b chia 2 thì cos b chia 2 các anh chị thấy là 0 đó. Và cái tích phân y1 bây giờ mình viết lại là tích phân cos bình chính là u bình trừ sin t dt, thì các anh chị thấy là thay bởi du và u đi từ 1 tới 0. Và tới đây thì bây giờ mình thấy rằng là tính tích phân này thì dùng công thức Newton-Leibniz thôi, một nguyên hàm của u bình là u mũ 3 chia 3 cận đi từ 1 tới 0. Rồi các anh chị thế vô thay u bởi cận trên là 0, trừ đi thay u bởi cận dưới là 1/3, và đáp số chỗ nào là trừ 1/3 cũng được. Nhưng mà viết như thế này thì ý tôi nói là nó dài, cho nên là tôi muốn giải thích chung cùng một lúc cả hai cái tích phân này luôn cho nó gọn á, ý vậy. Còn nếu các anh chị cảm thấy khó hiểu chỗ đó thì tính từ từ. Rồi các chị thay t bởi cận trên vô, thay t bởi cận trên thì cos của b chia 2 mũ 3 chia 3 trừ đi cos của 0 mũ 3 chia 3. Cộng 8, thay t bởi cận trên là sin b chia 2 mũ 3 chia 3 trừ đi sin 0 mũ 3 chia 3.
Các anh chị thấy chưa? Để ý là cos bị chia 2 là 0. Còn cos 0 là 1. Phía sau thì sin bị chia 2 là 1. Còn sin 0 là 0. Rồi. Và như vậy hóa ra là các anh chị thu được là trừ 8 phần 3 cộng 8 phần 3, giờ là 0 luôn. À, cũng hơi lạ ha. Đó thì tóm lại đây là một ví dụ minh họa cho cái trường hợp là tính tích phân đường loại 2 bằng cách là trong cái trường hợp là cái đường lấy tích phân có phương trình viết cái dạng tham số. À, chắc về lý thuyết hôm nay mình dừng ở đây thôi. Còn các nội dung còn lại thì hôm sau tiếp. Cái bài tập về nhà, bài tập nộp. Hôm nay là tuần thứ 7 nè. Tính y bằng tích phân trên đường cong C của e mũ x dx với đường cong C, phương trình ở dạng là x bằng y mũ 3 từ điểm trừ 1 trừ 1 đến điểm 1 1. Ô, thầy ơi, mới bài tập tuần 6 rồi thầy. Hả? Mới bài tập về nhà tuần 6 rồi thầy. Bữa nay tuần 6 hả? Để tôi xem lại nha. Ừ, hình như vậy. Xem lại. Nhiều lúc tôi quên. Ờ, bữa nay tuần 6 à. Nay ngày 22 trên cái học là mới tuần thứ 6 à. Cảm ơn. Tuần thứ 6, chứ phải thứ 7, tuần sau mới thứ 7. Rồi, cảm ơn. Rồi, về nhà các anh chị trình bày cái bài này ra giấy và scan bài thành một file PDF rồi nộp. Và cái cách trình bày thì cũng tương tự như các cái ví dụ vừa trình bày ở trên. Giờ các anh chị có thắc mắc gì về bài giảng, các anh chị hỏi đi. Hôm nay mấy bài này là nếu mà có, nếu mà y là nếu mà tích phân mình theo dx thì nó xây hình hay hình dy, còn nếu mà dy hay dx đúng không? Đó lại cái hàm tích phân đó thầy, nếu mà nó theo dx đó, thì mình đổi thành dy, còn nếu mà theo dy thì đổi thành dx đúng rồi. Không, đâu có, tại vì nãy giờ hai cái thật ra cái ví dụ 1, ví dụ 2 nó dễ. Chứ thật ra là cái bài mà nó khó là nó vậy nè, cái bài khó là nó có hai thành phần luôn. À, cái bài tổng quát là nó phải có vừa giờ x vừa giờ y nè, anh hiểu không? Đúng ra cái bài nó phải vậy nè. Nhưng mà hai các cái ví dụ nãy giờ cả cái bài tập về nhà cũng vậy, là nó cái số liệu nó dễ, có nghĩa là ở đây mình hiểu là cái thành phần thay biến theo giờ y nó bằng 0 rồi, anh hiểu không? À, nó bằng 0 rồi, đúng ra nó đầy đủ là cái dạng mà dạng đầy đủ của nó là nó phải có dạng là P XIDX cộng Q XID. Cái dạng đầy đủ nhất của nó là vậy đó. Nhưng mà anh hiểu là giống như bài tập về nhà của mình đây đi, thì nó chỉ có thành phần này thôi. Còn cái thành phần Q nó bằng 0 mất rồi, anh hiểu không? Đã, còn hai cái bài tham số vừa rồi thì nó cả hai thành phần đều khác không. Còn hai cái ví dụ trước á, hình như nó chỉ có thành phần sau thôi. À, cho nên là cái điều anh nói nó không đúng. Mà quan trọng là gì, đúng hay không là nó nằm ở chỗ là cái quyết định là tích phân thay biến gì, nó quyết định ở cái chỗ là cái phương trình của đường cong. Cái đường lấy tích phân á, anh hiểu không? Cái đường lấy tích phân đó là phương trình được mô tả dạng gì. Nhưng mà
Nhưng mà tôi ví dụ ngay cả cái bài phương trình đường tròn này đi, thì thật ra đó thì cái chuyện mà mình đưa về cái phương trình tham số chỉ là một cách viết đúng thôi, một cách viết thôi, chứ anh thấy là bài này mình có thể viết ở dạng khác là gì? Y là căn bậc 2 của 4 trừ x bình, nhưng mà anh hiểu là nếu mình đưa về cái dạng mà y bằng căn bậc 2 của 4 trừ x bình thì tích phân nó phức tạp, nó khó, cái ý là vậy. Còn cũng có thể đưa về dạng x theo y luôn, x bằng căn bậc 2 của 4 trừ y bình, nhưng mà đưa về một trong hai cái trường hợp này thì nó khó hơn là mình đưa về tham số. Đưa về tham số thì dễ tính hơn, cái phương pháp này nó dễ hơn. Đấy, cái bản chất toán nó nằm ở chỗ đó. Chứ còn thật ra là mình không có đưa ra cái kết luận gì ở đó. Ví dụ mình bảo là theo như anh vừa nói cũng không đúng. Còn hoặc là ở đây tôi nói là ví dụ với đường tròn thì phải tính bằng tham số cũng không đúng. Thật ra nó có ba cách tính hết á. Mỗi cái bài nó một cách tổng quát về mặt toán học, nó có ba cách tính. Tính theo x, có thể tính theo y, có thể đưa về phương trình tham số. Nhưng mà anh hiểu rằng ví dụ như giả sử giống như cái bài tập về nhà đây đi. Bài tập về nhà này thì anh thấy đường cong C đó thật ra họ cho sẵn ở dạng x theo y. Thì mình sẽ đưa về tích phân theo y mình tính. Nhưng mà dĩ nhiên mình cũng có thể diễn đạt cái dạng là y theo x, bởi vì x bằng y mũ 3 thì nó tương đương với y bằng căn bậc 3 của x thôi. Đó. Cho nên mình nhìn dưới góc độ nào cũng được hết á. Nó về mặt toán học nó có nhiều cách nhìn. Rồi cũng có thể đưa về tham số luôn. Tôi ví dụ như cho y bằng t đi, thì các anh chị thấy là x sẽ bằng t mũ 3. Đã hóa ra là có thể x theo y, có thể y theo x, có thể tham số, ba cách về mặt toán học và đều đúng hết á. À, nhưng mà thường các anh chị biết làm sao không? Thường là đề bài họ cho như thế nào mình cảm thấy mình thế vô nó không phức tạp thì mình thế vô theo cái cách tương ứng thôi. Tức là về mặt toán học là mình phải hiểu như vậy. Rồi các chị hỏi thêm đi, các hỏi thêm đi. Đây, chắc có lẽ về làm thêm bài tập ha, về làm thêm ngoài cái bài tập được yêu cầu ở đây thì các anh chị tự nghiên cứu thêm một số bài tập khác trong các cái tài liệu để cho cái chuyện tính toán nó tương đối nó rành rẽ hơn. Nó rành rẽ nó khi nó mình đã làm nhiều bài tập một chút thì nó quen tay một chút thì nó các anh chị sẽ cảm thấy nó rõ ràng hơn. Nhưng mà dĩ nhiên là cũng cố gắng xem lại cái bài giảng. Cái phần bài giảng thì đã được ghi hình lại và tôi sẽ để cái đường link lên trang môn học của lớp. Tôi lưu lại cái danh sách điểm danh thêm. Rồi, giờ các anh chị nghỉ ha, chào cả lớp ha.